tiếp tục series về những chiếc xe sedan hạng C. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc Mazda 3 bản Philip 2019. Xe là mang nước sơn là màu đỏ pha lê ha anh chị. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là của nữ giám đốc công ty nước ngoài ha anh chị, nên mang biển số là 50LD. Nếu mà các anh chị ra tên ở Hồ Chí Minh thì được bấm biển số mới và không phải tốn 20 triệu tiền đăng ký. Xe của nữ giám đốc nên cũng có tài xế riêng và tài xế thì chạy cũng rất là kỹ ha anh chị. Nội qua hết là còn rất là đẹp luôn. Chạy mới có 20.000 km thôi. Đây ạ. Bản Philip thì đã có trang bị ghế điện và phanh tay điện ha anh chị. Còn những cái chức năng, những cái option như là cửa sổ trời nè, ghế da, vô lăng có lẫy số hay cruise control điều hòa tự động thì chiếc này cũng là được có hết rồi. Mazda 3 thì trang bị ngập tràn công nghệ rồi. Với bản Philip này á thì mức giá sẽ rất là tốt luôn ha anh chị. Chiếc Mazda 3 bản Philip 2019 biển số thành phố Hồ Chí Minh, chạy 20.000 km màu đỏ pha lê rất là đẹp này, thì hiện bên Duy chào bán chỉ có 618 triệu thôi ạ. Mức giá trên là còn thương lượng và còn linh động khi anh chị xem xe ha. Một mức giá hết sức hợp lý luôn ạ. Đây lớp xe đây ạ. Lớp xe vẫn còn rất là dày. Và chúng ta cùng xem ghế lái luôn nha. Đây là ghế lái của xe. Ghế lái chỉnh điện. Đây. Phần da ghế là còn rất là đẹp luôn. Vô lăng này ạ. Vô lăng có control và lấy số tay luôn ạ. Còn đèn và gạt mưa thì cũng tự động mà. Đây chạy 20.000 ha anh chị. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ nha. Đây là gương chống chói điện. Điều hòa tự động và cần số xe đây ạ. Còn rất đẹp luôn. Gương gặp điện chỉnh điện. Đây chúng ta có cân bằng điện tử và i-stop. Cửa sổ trời luôn nha anh chị. Chị vừa giới thiệu xong đến các anh chị chiếc Mazda 3 bản Philip 2019, chạy 20.000 km biển số thành phố Hồ Chí Minh, giá 618 triệu ạ. Nếu mà anh chị quan tâm đến dòng Mazda 3 thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy nha. Số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.